Hồng Phượng kính chào quý vị và các bạn thân mến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi các video của Hồng Phượng trong thời gian qua. Thì hôm nay Hồng Phượng đến tham quan một cái nơi gọi là khu du lịch sinh thái Buôn Gơ Ginh nha quý vị, ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một cái nơi gọi là Tây Nguyên thu nhỏ đó quý vị. Có những ngôi nhà, có hồ nước, có suối nước, có những cái cảnh đẹp mà giống như là ở Tây Nguyên vậy đó quý vị. Và bây giờ Hồng Phượng mời quý vị cùng tham quan nơi đây nhé. Rồi, sầu riêng, chôm chôm, bưởi, đủ thứ rồi các cô à. Dạ. Bây giờ các cô mình xuống và các cô mình đi theo con để mình đến cái chỗ để mình ăn cơm trưa nha các cô nha. Dạ. Đây nó có cừu nữa mà ngày hôm nay không biết mấy con cừu thả đâu. Buôn Gơ Ginh là một điểm đến du lịch sinh thái mang đậm phong cách Tây Nguyên, tọa lạc tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý vị. Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên thơ mộng hữu tình, không khí rất mát mẻ, trong lành dễ chịu. Nguyên chùm bắp luôn. Để chụp chung cái đã. Ôi, nguyên một chùm bắp luôn, quá trời. Với vị trí nằm tách biệt phố thị ồn ào nên lần đầu tiên đến đây thì Hồng Phượng cảm nhận được đó là một không gian rất yên bình. Cây cối rất là xanh mát và hoa rất là nhiều hoa quý vị. Buôn Gơ Ginh được xây dựng trên diện tích gần 3 hecta và bao quanh đó chính là dòng suối quanh năm chảy róc rách. Hôm nay thì Hồng Phượng sẽ dùng cơm ở nhà hàng, do đó là không phải tốn vé vào cổng nha quý vị. Hồng Phượng nghe nói là giá vé khoảng 30.000 để tham quan toàn bộ khuôn viên và chụp ảnh. Theo thông tin Hồng Phượng được biết, nếu có ý định lưu trú tại đây thì các bạn có thể chọn dịch vụ cắm trại ở lều với giá là 650.000 một người, đã được set up đầy đủ, bao gồm cả set BBQ tối và ăn sáng cà phê ngày hôm sau. Còn nếu mà các bạn thích hướng Tây Nguyên thì có thể chọn ở tại căn bungalow kiểu nhà sàn trên sườn đồi với giá là 500.000 một đêm. Một khung cảnh đậm chất Tây Nguyên rất là lãng mạn, thơ mộng nè quý vị. Hoa nở bốn mùa rất là đẹp. Tâm điểm của khu du lịch này đó chính là bốn nhà sàn đối tiếp nhau và diện tích khoảng là 60 m² và một cái nhà rông có mái lợp tranh, diện tích là 80 m². Kết cấu các ngôi nhà đều được làm bằng gỗ, mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc. Chụp ảnh ở đây rất là đẹp đó quý vị, y hệt như là mình đang ở Tây Nguyên vậy. Khi đến đây thì các bạn có thể thuê trang phục của đồng bào dân tộc để chụp hình lưu niệm với nhà sàn, nhà rông, vườn hoa rất là nhiều màu sắc rực rỡ, hoặc là có thể lượn quanh hồ để ngắm đàn cá koi bơi lội. Do đó không cần phải lặn lội đến Tây Nguyên xa xôi mà bạn vẫn có những bức hình mang đậm chất Tây Nguyên ngay trong lòng Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu.
Chào chú. Đẹp quá. Đây là nhà rông mái tranh thiết kế rất là đặc biệt. Để Hồng Phượng đi lên xem ở bên trong có gì nhé. Nhà rông là một trong những nét đặc trưng văn hóa nổi bật của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Nơi đây diễn ra toàn bộ sinh hoạt cộng đồng của buôn làng. Ở đây có rất nhiều trang phục của người dân tộc này các bạn. Nếu các bạn thuê đồ với mức giá combo là 120.000, gồm quần áo, gùi, trang sức. Còn nếu là khách thuê lẻ là 80.000 một bộ quần áo, 30.000 một cái gùi và 20.000 là trang sức đi kèm. Sau khi khoác lên mình những cái bộ đồ và những cái phụ kiện đi theo như thế này thì các bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn văn hóa của núi rừng, hóa thân thành người dân tộc Tây Nguyên chính hiệu. Từ trên nhà rông nhìn ra view hồ rất là đẹp nè quý vị. Đẹp quá quý vị ơi, đây là ở giữa hồ luôn đó quý vị. Nè, Hồng Phượng quay một vòng cho quý vị xem nha.
Đây là những căn phòng nhỏ thiết kế rất là độc đáo, có thể là để dành cho những cái khách nào mà muốn nghỉ lại đó quý vị. Còn ở phía bên hồ thì có những cái lều để mà người ta cắm trại. Khi đến đây thì du khách cũng có thể trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí thú vị như cắm trại, câu cá, nhảy múa, trò chơi dân gian hoặc hóa thân thành những người con của buôn làng Tây Nguyên trong những bộ trang phục rất là đặc sắc, chụp ảnh nô đùa rất là vui. Những chiếc lều màu trắng quay hướng về phía hồ, view rất là đẹp đó quý vị. Ngoài khung cảnh non nước hữu tình, không gian thoáng mát thì các bạn sẽ còn được trải nghiệm ẩm thực Tây Nguyên ngay tại Bungarin. Đây là cái nhà hàng là quý vị. Nhà hàng phục vụ các món ăn như gà nướng, cơm lam, heo rừng nướng ống tre, rượu cần vân vân, được chế biến đúng phong cách của đồng bào Tây Nguyên và sẽ mang đến cho các bạn những hương vị và cảm giác rất là ngon miệng, lạ lùng. Thế là mình biết các bạn rồi đấy hả? Dạ. Thế thì mời anh chị. Em mời hết cả nhà. Rồi cô chú mình lên bia giùm con nha. Khỏi lắm, nhưng mệt lắm. Chú ngày. Lên bia giùm con rồi, nhìn cho con nha các bạn nha. Chúc mừng anh chị nha. 1 2 3 vô. Ok rồi. Happy New Year. Giúp con nha cô chú nha. Dạ. Chia ra. Đi ngồi gần như chịu khó gấp đi nổi hết rồi mới cục gì. Đúng không? Rồi vài món ăn đẹp. Như vậy là Hồng Phượng vừa đưa quý vị tham quan một vòng Bungarin rất là đẹp phải không quý vị? Còn bây giờ Hồng Phượng xin chào tạm biệt, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồng Phượng kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và nếu quý vị và các bạn thích video này, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Hồng Phượng nhé. Hồng Phượng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Bye bye!